Và chúng tôi xin giới thiệu phần tiếp theo sẽ tham dự cuộc thi tốt ca đêm Trường Sơn nhớ Bác, Hội Đồng Hương Hải Phòng. Đề nghị ban tổ chức chuyển mic cho các thí sinh. Dùng xong thì các thí sinh không tắt bật tự do mà các bạn cứ để nguyên như các bạn đã nhận. Và các thí sinh lên dự thi thì micro cũng đã tốt rồi, cho nên là chúng ta cứ thế sử dụng luôn. Nếu có vấn đề gì các bạn báo về ban tổ chức. Chúng tôi xin mời tiết mục tiếp theo. Đơn ca nam Việt Nam đường chúng ta đi, sáng tác Huy Du.
Trần Minh Hiếu, Hội Đồng Hương, Hải Phòng. Chúng tôi xin lỗi thí sinh chưa gạt tốt. Chúng tôi xin mời tiết mục đơn ca nam Chúng Con Đang Giấc Ngủ Cho Người trình bày Trung Dũng, Hội Đồng Hương, Hải Phòng. Hải Phòng.